cũng chỉ là tớ cũng thay mặt là cho tất cả học viên cảm nhận về trung tâm. Thì hôm nay là sinh nhật trung tâm thì tớ cũng tôi chúc trung tâm thì ngày càng phát triển rộng hơn nữa và mang tới cho học viên những kiến thức, những tinh thần cũng như là khả năng nói tiếng Anh vươn xa hơn và làm cho trung tâm thì ngày càng phát triển hơn nữa. Do là hôm nay cũng không được chuẩn bị nhiều nên là em cũng chỉ nói những gì mà em đang nghĩ trong đầu thôi. Nên là em thấy trung tâm ấy cũng rất là mang đến cho em nhiều trưởng thành hơn. Trước đây chưa từng đến trung tâm thì em nhìn thấy những hoạt động của trung tâm ấy thì em nghĩ rằng nó là những cái vớ vẩn, cũng như rất nhiều người nói một là chơi nhiều hơn học, nhưng nhìn khi mà đã tiếp xúc, đã từng học thì em cảm thấy là nó không như vậy, thậm chí là mang cho em cảm giác rất là lý thú, cũng giống như là tinh thần cũng muốn được là một trong những thành viên của HSC. Do vậy mà em cũng muốn mọi người tham gia nhiệt tình hơn nữa để cùng với lại trung tâm phát triển trung tâm và lan rộng đến các bạn bè của mình, cũng giống như là các anh chị em họ hàng cô dì chú bác của mình càng tốt. Thế nên là em cũng chỉ tâm sự, đấy là tâm sự của em thôi. Hôm nay là rất là run bởi vì chưa chuẩn bị gì cả.